decided to have a Chinese or a recognition of PPE that you change for assets. Thì đi recognition có nghĩa là mình làm một cái gì đấy mà mình loại bỏ một cái asset ra khỏi balance sheet ấy. Mình không recognize nó trên balance sheet nữa thì người ta gọi là đi recognition. Thì có ba kiểu, đó. Kiểu thứ nhất là mình bán nó đi này, kiểu thứ hai là mình vứt nó đi, kiểu thứ ba là mình đổi nó lấy thứ khác. Đấy, có ba kiểu như thế. Thì kiểu thứ nhất nữa là khi bán nó đi này thì cái khoản gain hoặc là loss từ cái việc bán nó đi thì sẽ là bằng selling price to the carrying value của cái asset đấy. Ví dụ giả sử như là hiện tại cái giá trị của trên balance sheet của asset là 1 triệu thì mình bán nó đi được 1,5 triệu, tức là mình có một khoản gain là 500,000 đi. Cái công thức này cũng đã từng nói ở bài trước rồi và cũng khá là dễ hiểu ý, không có gì nữa. Đấy, carrying value thì là bằng historical cost to accumulated depreciation. Thì là cũng nói là depreciation rồi, là đấy, giá trị hiện tại của cái asset là bằng cái giá trị ban đầu trừ đi tất cả những cái đã cố hao, đúng không? Rồi, thế nhá. Nên dạng đầu tiên là khi mà bán cái asset đi này. Dạng thứ hai là khi mình vứt cái asset này đi, không dùng nữa, thì cái phần asset trên balance sheet nó sẽ giảm xuống một to đùng bằng với cả cái carrying value của cái asset này luôn. Đấy, cứ giả sử hiện tại carrying value là 1 triệu, mình vứt nó đi thì mình sẽ mất 1 triệu trên balance sheet. Asset giảm 1 triệu và sẽ có cái khoản loss bằng với 1 triệu đấy được report ở trên balance sheet, được report ở trên income statement. Đó. Cuối cùng này, nếu mà đổi một cái lấy một cái khác thì gain loss sẽ bằng fair value của cái nhận về trừ đi carrying value của cái cho đi. Thì cái này cũng phù hợp với cả cái quy tắc lúc đầu mình nói mọi người ý. Đấy là khi mà mình cho A và nhận B thì giá trị của B ban đầu sẽ là bằng fair value của B, đúng không? Không có fair value của B thì là fair value của A, không có fair value của A thì là carrying value của A. Đấy, thì có ba cái mốc như thế. Thì ở đây họ assume là mình dùng cái mốc đầu tiên nhá, là mình đã biết được là fair value của B là bằng bao nhiêu ý. Thì khi đấy thì có phải là cái trên balance sheet của mình sẽ mất đi A, đúng không? Là cái carrying value của A sẽ mất đi một khoản là bằng carrying value của A, nhưng mà mình lại nhận thêm một cái khoản là bằng cái fair value của B. Tức nghĩa là cái gain hoặc là loss sẽ bằng fair value của B trừ đi carrying value của A. Đấy,